để nói thân cò trên đồng. Nghe gì rào đâu đó tiếng thì thầm của đất, tiếng dòng sông vỗ sóng gọi ta về. Vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em. Thì một buổi chiều hôm nay là ngày chủ nhật, ngày 28 tháng 4, ngày kỳ nghỉ đầu tiên. Thì anh em VK chúng em đã có mặt tại phố giếng mắt rồng, khu hệ chiều 1 Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương, và đã lắp đặt cho nhà anh Thắng bộ rèn âm thanh. Ở đây là ít tư đệ về, anh Thắng đã hỗ trợ và đưa vật tư vào trong nhà. Và xin mời các bác và anh em chúng ta sẽ tiến vào trong tư gia nhà anh Thắng và chúng ta tham quan căn nhà của anh và trải nghiệm bộ rèn ngày hôm nay. Xin mời các bác. Vâng, đây là căn phòng khách của nhà anh Thắng, và bộ rèn của anh Thắng ngày hôm nay gồm có cặp loa IC12 bộ đồ phiên bản là full bass 30 chiếc kèn và sub S1200. Anh kết hợp mấy đẩy liền vang X24 và Pro DSC và mic không dây BN1. Và đây là anh Thắng. Xin chào anh nhá. Xin chào anh. Xin chào anh em. Vâng. Và anh em Kika, em đã có mặt tại nhà anh và để bàn giao cho anh bộ rèn ngày hôm nay. Các bác và anh em chúng ta chờ trong giây phút thì anh em chúng em lắp đặt setup và xong đó thì mời các anh em và các bác thưởng thức chất nhạc phát ra từ bộ rèn này. Giới thiệu với các bác anh em là anh Thắng này cũng đang dùng rèn âm thanh cũ. Đây là anh Thắng và anh dùng âm ly. Hôm nay thì anh đã quyết định đặt hàng bên JK một bộ rèn âm thanh mới về để thay thế bộ rèn âm thanh cũ. Anh Thắng ơi, cái bộ rèn cũ anh nó là sao, có dùng được hay là như nào? Quay nó vẫn là bình thường đấy. Vâng, bây giờ bây giờ anh yêu âm nhạc, yêu JK nên là ủng hộ JK. Vâng, đấy, chia sẻ của anh Thắng là anh lấy bộ rèn của anh thì cũng đang dùng bình thường, nhưng mà anh yêu mến JK và anh quyết định chốt bên JK một bộ rèn âm thanh mới về để thay thế bộ rèn cũ của mình. Đấy, công nghệ mới anh nhỉ. Vâng. Và cái gì mà mình theo thời thế, bộ âm thanh mới thì là hiện đại hơn và hát sẽ là hay hơn. Âm thanh mới và anh theo dõi thì kem lâu chưa? Theo dõi được từ năm ngoái. Năm ngoái và năm nay mới có duyên này. Năm nay về lắp cho anh Thắng. Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm, trắng mưa trên đồng, mưa răng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao lắng bao ngày mưa, đất ôm tròn kiếp người, mảnh đất quê hương. Đất yêu người, bàn chân tấp bụng khuya giờ. Đất thương người, lẽ nói thân cỏ trên đồng. Nghe gì rào đâu đó tiếng thì thầm của đất, tiếng dòng sóng gọi ta về. Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm, lắng nghiêng trên đồng, xa xa lối nhỏ ai về. Đất cùng ta, lòng ta nỗi đau liền thương, lắng vẫn vàng trên đồng,
và gió như miên man. Đất bạc màu và vài áo em bạc thêm, trắng mưa trên đồng, mưa răng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao lắng bao ngày mưa, đất ôm tròn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Đất yêu người, bà hàn chân nắm bụt khuya giấc. Đất thương người, lẽ loi thân cỏ trên đồng. Nghe thì rào, đâu đó tiếng thì thầm của đất. Buồn khuya sớm, đất thương người, lẽ loi đất cỏ trên đồng. Nghe gì rào, đâu đó tiếng thì thầm của đất. Tiếng dòng sông, vô sóng gọi ta. Vâng, vừa rồi thì anh em kỹ thuật Vika đã bàn giao cho anh Thắng bộ rèn. Vâng, bộ rèn của anh Thắng ngày hôm nay gồm có cặp loa IC12, dòng loa full bass 30 và chấp kèn, đang có giá trị là 11.500.000 đồng tại Vika em. Và được phối ghép với đẩy liền vang X24 Pro EC. Vâng, dòng đẩy liền vang này thì có giá trị là 12 triệu. Và mic không dây VK321 có giá trị là 3 triệu. Và súp S1200 có giá trị là 3,5 triệu. Các bác và anh em nào mà yêu mến và yêu ca nhạc, yêu ca hát, muốn sắm cho mình bộ rèn thì hãy đặt lại số điện thoại và hoặc gọi cho Vika chúng em sẽ tư vấn và lắp đặt cho các bác tại nhà. Và vừa rồi thì anh Thắng đã được trải nghiệm và test thử mấy bài hát, thì anh có cảm nhận hay nhận xét gì về bộ rèn hôm nay anh? Có, anh thấy là bộ âm thanh là nghe hát được, thấy nó nhẹ nhàng nghe máy rồi. Nhưng mà anh cho ấy thì ca cũng ở hơn năm nay, thấy là rất nhiều người hâm mộ và hướng ủng hộ cho Vika rất nhiều, thế là anh tham gia rất ủng hộ và yêu mến Vika, ủng hộ Vika một nền tảng theo yêu cầu. Mọi người có nhu cầu thì mình giới thiệu cho bạn bè anh em. Vâng, rất cảm ơn anh Thắng. Thế bộ rèn thì là thấy anh ưng ý cho anh. Rồi, anh thấy quá ưng ý rồi. Vâng, quá ưng ý rồi. Điểm 10 chứ không có nhưng mà. Thay mặt công ty thì xin cảm ơn anh và gia đình đã tin tưởng ủng hộ trên ca cho em. Vâng, em xin khép lại video ngày hôm nay. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở trong các video tiếp theo.